Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang tới cho khán giả những thông tin xoay quanh đội bóng thân yêu đã diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Vậy nên hãy nhớ thức dậy và đồng hành cùng nhau vào mỗi 6 giờ sáng. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 5 tháng 12. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tân binh báo tin vui. Rõ tương lai Ramsdale và Jorginho. Lý do Gabriel phải ngồi dự bị đầu mùa. Saka và Odegaard lập kỷ lục. Tình hình của Tomiyasu. Arsenal đón cú hích từ tân binh. Chia sẻ trong chương trình Arsenal's The Breakdown, hậu vệ Jurrien Timber đã thông báo tin vui cho người hâm mộ. Tôi cảm thấy tốt, tiến trình diễn ra tốt đẹp, tôi đang hồi phục tốt, tôi hy vọng nó sẽ không kéo dài cả mùa giải, tôi đã tiến triển tốt hơn nhiều. Tôi xem các đồng đội chơi bóng hàng ngày trên sân tập, anh em rất vui vẻ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, đó là một đội bóng trẻ năng lượng. Tôi luôn giữ kết nối tốt với mọi người, tôi nóng lòng trở lại thi đấu lần nữa. Trước đó có thông tin cho rằng Timber có thể sẽ trở lại tập luyện vào tháng 1 năm sau và có thể ra sân vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Rõ khả năng chưa muộn mục tiêu cũ. Thời gian gần đây xuất hiện tin đồn liên quan đến việc Arsenal muốn tái khởi động lại thương vụ Ruben Neves. Tuy nhiên, theo xác nhận mới nhất của cầu thủ người Bồ, có vẻ như viễn cảnh pháo thủ có thể chưa muộn cựu sao của Wolves là rất khó xảy ra, ít nhất là ở mùa đông tới. Cụ thể, Neves bày tỏ: "Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi nghĩ đó là tin đồn vì chủ sở hữu của các câu lạc bộ và vì tôi đã từng chơi bóng ở Anh. Đã có sự quan tâm của Newcastle và Arsenal trước khi tôi đến đây, nhưng tôi thực sự hạnh phúc ở Ả Rập. Gia đình tôi cũng rất hạnh phúc. Vì vậy, tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời và chưa muốn rời đi." Ở một diễn biến có liên quan, trong bối cảnh tìm kiếm giải pháp để ra cố tuyến giữa, theo nguồn tin từ Transfer News Live, Arsenal có thể bán đi Thomas Partey ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng, từ đó giải phóng quỹ lương và bổ sung kinh phí để chiêu mộ một mục tiêu khả dĩ hơn, có thể là Douglas Luiz và Japalinha. Tương lai không chắc chắn của Ramsdale. Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs, thực chất thì ban huấn luyện của Arsenal không nhận thấy quá nhiều sự khác biệt giữa Aaron Ramsdale và David Raya. Vì vậy họ vẫn muốn giữ Ramsdale ở lại. Nhưng bản thân cầu thủ này sẽ muốn rời đi nếu như phải tiếp tục gắn bó với băng ghế dự bị vì Euro năm 2024 đang tới gần. Ký giả người Anh cho biết: "Tôi được biết rằng nếu như Arsenal có quyền đưa ra quyết định, họ vẫn muốn giữ lại Ramsdale cho đến cuối mùa giải để có chiều sâu đội hình. Và mặc dù Raya là sự lựa chọn số 1, họ không nhận thấy có sự khác biệt quá lớn giữa cậu ấy và Ramsdale. Vì vậy, Arsenal tin rằng Ramsdale sở hữu tất cả những phẩm chất để thi đấu và ra sân khi cần thiết, cho dù đó là do lịch thi đấu dày đặc, chấn thương hay phong độ sa sút của Raya. Vì vậy, Arteta không muốn mất cậu ấy, nhưng các cầu thủ cũng sẽ có tiếng nói của riêng mình. Càng để Ramsdale ngồi lâu trên băng ghế dự bị, cậu ấy sẽ càng kém hạnh phúc và càng có nhiều khả năng các câu lạc bộ khác sẽ tiếp cận." Pháo thủ sắp công bố một hợp đồng mới. Theo tìm hiểu của nhà báo Chris Quigley, ban lãnh đạo của Arsenal chuẩn bị ra hạn hợp đồng thành công với Ben White. Các cuộc thảo luận đang tiến triển tốt và cả hai bên đều lạc quan rằng thỏa thuận sẽ sớm được thông qua. Mặc dù giao kèo hiện tại còn thời hạn đến năm 2026, nhưng Arsenal đã bắt đầu đàm phán với cầu thủ 26 tuổi để tưởng thưởng cho anh sau những gì đã nỗ lực. Saka và Odegaard sở hữu thành tích đáng nể. Theo thống kê từ Statsbomb, Bukayo Saka là một trong 3 cầu thủ đóng góp trên 10 bàn thắng và 10 đường kiến tạo tại Premier League trong năm 2023, bên cạnh Mohamed Salah và Brian Mbeumo. Với pha lập công vào lưới của Wolves vừa qua, Saka đã đóng góp vào 19 bàn thắng, bao gồm 8 bàn và 11 kiến tạo sau 20 trận đấu ở mùa này. Trong khi đó, đội trưởng Martin Odegaard đã thực hiện thành công 17 đường chuyền vượt tuyến trên phần sân của đối phương ở trong trận đấu gặp Wolves. Thành tích này thực sự đáng khen khi biết rằng không có cầu thủ nào khác làm tốt hơn trong một trận đấu tại Premier League mùa này. Tính riêng trong trận đấu gặp Bầy Sói, Odegaard đã sở hữu 98 pha chạm bóng, 78 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 89%, 52 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, 6 cơ hội tạo ra, trong đó có 3 cơ hội lớn, 2 đường chuyền dài, 1 cú sút và 1 bàn thắng. Arsenal nín thở chờ tình hình của Super Tommy. Theo tìm hiểu của tài khoản AFC Amden, hậu vệ Takehiro Tomiyasu có thể sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Kết quả chụp chiếu ban đầu cho thấy anh gặp chấn thương ở bắp chân.
Dù đây không phải là một chấn thương nặng, nhưng dự kiến ban đầu Tommy có thể phải mất vài tuần ngồi ngoài. Sau kỳ nghỉ đông, nếu như Tomiyasu không sớm trở lại, thì Arsenal sẽ mất thêm sự phục vụ của anh từ 2 đến 3 trận nếu như đội tuyển Nhật Bản đi sâu vào vòng trong. Ở buổi báo sau trận, huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Tomiyasu cảm thấy thấm mệt và ông không muốn mạo hiểm nên đã thay anh ra ngoài. Arteta nói với đài Sky Sports: "Đội y tế sẽ kiểm tra tình hình của cậu ấy ngay bây giờ. Cậu ấy cảm thấy hơi khó chịu nên chúng tôi phải đưa cậu ấy ra ngoài. Tôi không biết rõ tình hình cụ thể. Cậu ấy cảm thấy điều gì đó không ổn. Tôi không biết đó có phải là mệt mỏi hay không. Chúng tôi quyết định thay đổi ngay lập tức. Chúng tôi không muốn mạo hiểm." Rõ ý định với thần cò. Đã có những tin đồn cho rằng Jorginho có thể sẽ trở lại Italia khoác áo Lazio, có đó đoàn tụ với ông thầy cũ Sarri. Tuy nhiên, theo tờ The Times, Arsenal đã quyết định sẽ gia hạn với cựu sao của Chelsea. Theo đó, họ sẽ sớm kích hoạt điều khoản giữ chân cầu thủ sinh năm 1991 thêm một năm. Với việc Thomas Partey và Emil Smith-Rowe đều vắng mặt cho đến tháng 1, trong khi đó, Erony không được sử dụng thường xuyên kể từ khi bình phục chấn thương. Jorginho và Declan Rice đang là những sự lựa chọn thường xuyên của huấn luyện viên Mikel Arteta ở khu vực giữa sân. Ở trong trận đấu vừa qua với Wolves, cựu sao của Chelsea đã vô cùng choáng ngợp trước người đồng đội Gabriel Martinelli. Jorginho cho biết: "Nhìn Martinelli lùi về hỗ trợ phòng ngự, sau đó lập tức nước rút 100m để tấn công và sút chạm cột dọc ở đầu bên kia. Thật không thể tin nổi. Đó là thứ tâm lý mà chúng tôi cần phải có và nó cũng là thứ tâm lý mà chúng tôi có. Ở Premier League, trận đấu không bao giờ kết thúc sớm. Khi bạn dẫn 2-0, bạn phải hiểu mọi thứ chưa xong. Bạn cần phải nỗ lực ghi thêm bàn thứ 3, thứ 4 và tôn trọng trận đấu. Khi bạn kiểm soát toàn bộ mọi thứ, dù đột nhiên bạn ngừng làm những việc đơn giản mà đôi khi chỉ cần tiếp tục, nó sẽ đẩy bạn vào thế khó. Lúc đó bạn sẽ gặp rắc rối vì đội nào ở giải đấu này cũng mạnh cả. Chúng tôi cần thúc đẩy để ghi thêm một bàn nữa. Tôi nghĩ đó là thứ tinh thần mà chúng tôi cần phải có." Arsenal được gợi ý sở hữu Haaland mới. Nhà báo Dean Jones tin rằng Victor Osimhen có thể có tác động tương tự ở Arsenal như cách mà Erling Haaland đã làm cho Man City kể từ khi chuyển đến sân Etihad. Tuy nhiên, ký giả người Anh nói thêm rằng việc ký hợp đồng với ngôi sao Napoli vào giữa mùa giải sẽ là rất khó khăn, bởi mức giá 120 triệu bảng khiến cho thương vụ này gần như không thể. Dean Jones cho hay: "Tôi nghĩ Osimhen sẽ là mẫu tiền đạo có thể củng cố cho tham vọng, thách thức danh hiệu của Arsenal. Cậu ấy có khả năng ghi bàn liên tục, đáng tin cậy mà tôi không cảm thấy họ có được. Tôi nhìn vào hàng công của Arsenal, họ thiếu đi nguồn bàn thắng từ tuần này sang tuần khác mà các đội bóng phải có để giành được chức vô địch. Osimhen thì có được điều đó. Tôi nghĩ cậu ấy là thứ gì đó mà họ đang thiếu. Osimhen có thể giống như phiên bản Erling Haaland của Arsenal." Lựa chọn khả thi cho số 10 nếu rời đi. Thông qua tờ Give Me Sport, nhà báo Dean Jones chia sẻ về biến độ lý tưởng cho Emil Smith-Rowe nếu như anh phải rời Arsenal. Smith-Rowe đến Aston Villa sẽ là một điều thú vị để thử nghiệm vì cậu ấy đang thất sủng tại Arsenal. Cậu ấy có thể nhận ra sự thú vị khi chuyển hướng đến Villa. Smith-Rowe có thể là một phần quan trọng tại câu lạc bộ đó hơn là ở Emirates. Dù vậy, Dean Jones cũng khẳng định Smith-Rowe vẫn đang kiên quyết bám trụ ở lại Arsenal để giành lấy vị trí cho mình. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Lý do Gabriel phải ngồi dự bị đầu mùa. Ở giai đoạn đầu mùa giải, rất nhiều cổ động viên pháo thủ đã tỏ ra khó hiểu khi huấn luyện viên Mikel Arteta liên tục xếp Thomas Partey đá hậu vệ cánh phải và để cho Gabriel Magalhães lên băng ghế dự bị. Giới chuyên môn lý giải đây có thể là vấn đề liên quan đến chiến thuật. Tuy nhiên, mới đây, huấn luyện viên Mikel Arteta đã lên tiếng giải thích về quyết định của mình. Ông nói: "Trong bóng đá, vấn đề là ngày mai như thế nào, về phong độ, về cách mà bạn chơi bóng, về cách cư xử của bạn, và bạn phải có được nó mỗi ngày. Bạn phải biết có ai đó luôn kế bên bạn, muốn thay đổi chỗ của bạn và họ xứng đáng có được nó. Đôi khi, chỉ cần ngồi trên băng ghế dự bị quan sát, nhìn nhận mọi thứ và đột nhiên bạn trở thành một cầu thủ giỏi hơn nhiều. Điều đó đang đúng với Gabriel Magalhães. Cậu ấy đã chơi rất tốt sau khi trở lại đội hình chính của Arsenal. Cậu ấy kết hợp thực sự tốt với Saliba. Chúng tôi thực sự vui mừng với điều đó. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, họ sẽ còn hiểu nhau nhiều hơn. Họ sẽ còn kết hợp tốt hơn." Ngoài ra, ông thầy 41 tuổi cũng lên tiếng về cậu học trò Zinchenko bị công kích sau một số sai lầm gần đây. Arteta bày tỏ: "Bạn phải yêu cậu ấy là thế, mọi cầu thủ đều thế. Cậu ấy cũng có điểm mạnh và điểm yếu, nhưng điểm mạnh của cậu ấy thì nhiều hơn. Điều này đã xảy ra và nó có thể xảy ra với những cầu thủ khác. Chúng tôi cần phải học hỏi từ sai lầm, bởi vì ở khu vực đó, việc chơi phiêu lưu là điều không nên làm. Chúng tôi sẽ tiến bộ hơn nữa." Huyền thoại lo lắng cho pháo thủ vì một lý do. Mặc dù Arsenal đã giành được 3 điểm trước Wolves, nhưng huyền thoại Andrade vẫn tỏ ra lo lắng. Ông nói: "Có một chút lo lắng ở trong những phút cuối trận.
Một lần nữa, vấn đề của Arsenal là sự tập trung. Tôi nghĩ Zinchenko cần phải vượt qua được điều đó. Arsenal đã khởi đầu tốt, nhưng sa sút trong hiệp 2. Wolves đã chủ động hơn một chút, cố gắng tấn công, gây áp lực. Điều đó đủ để khiến cho Arsenal gặp một chút vấn đề về cuối trận. Điều đáng lo ngại là chứng kiến Arsenal càng thi đấu càng lùi sâu. Tôi không biết liệu nó có liên quan gì đến việc thay người cho Saka và Odegaard rời sân hay không, nhưng tôi nhận thấy đội bóng bị đẩy lùi nhiều hơn và mất quyền kiểm soát bóng. Đó là lúc Wolves dồn ép và buộc câu lạc bộ mắc sai lầm. Bên cạnh đó, Android cho rằng Leandro Trossard cung cấp nhiều sự kiểm soát hơn so với Kai Havertz. Ông nói: Mikel Arteta biết ông ấy đã làm được điều đó, đặc biệt là với Havertz. Giờ đây cậu ấy đã tự tin ghi bàn trong vài trận đấu gần đây nhất. Tôi nghĩ Trossard giúp ông ấy kiểm soát nhiều hơn một chút. Trong một trận đấu mà Arsenal cần kiểm soát, cậu ấy mang lại cho chúng tôi sự ổn định hơn một chút và Kai có thể chưa đạt đến đẳng cấp đó. Xét về sự tin tưởng mà Mikel dành cho Kai vào lúc này. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.